Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến kênh YouTube của em. Mến chúc sức khỏe đại gia đình của mình. Hy vọng là mọi người sẽ có nhiều phút thư giãn nhất khi xem những clip kể chuyện của em. Và đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay, em xin phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Khi mà vì về già thì đừng có nên hoặc là không nên để lại những cái thứ này cho con của mình. Và em tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng có một gia đình lớn hay là gia đình nhỏ. Và trong một gia đình thì mình sẽ có những cái tình cảm cha con, vợ chồng nó rất là ngọt ngào mà không có tình cảm nào có thể thay thế được. Và cái câu chuyện ngày hôm nay nó nói về nghiêng về góc độ khi mà về già rồi thì cũng là cái lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang giống như là nếu như mà gặp trong cái trường hợp này thì sẽ có nên làm như vậy hay không. Và cái điều mà em sắp nói ra đó là như thế nào thì em mến mời gia đình của mình cùng nghe cái câu chuyện ngắn ngắn để mình cùng lắng động suy nghĩ xem có phải là về già thì đừng có nên để lại những cái này cho con của mình không. Thì em mến mời đại gia đình của mình cùng theo dõi cái câu chuyện ngắn này ha, vô cùng ý nghĩa luôn. Câu chuyện như thế này là có một cái cặp vợ chồng này, hai vợ chồng này lớn tuổi rồi mà họ có tới 6 người con trai ha. Thì hồi xưa đó ông bà ta sanh con đẻ cái đó nghĩ là trời cho nhiêu thì hưởng nhiêu thôi chứ không có kế hoạch quá gia đình gì hết á. Cho nên là đẻ bao nhiêu thì họ rất là vui sướng, những đứa con ra đời thì mình chăm sóc, mình nuôi nấng cho đến khi nó trưởng thành. Đó là cái niềm hạnh phúc của cái cặp vợ chồng này. Và khi hai vợ chồng này làm ăn phát tài khá giả, họ nuôi con trưởng thành rồi, đến nỗi mà gả chồng, dựng vợ gả chồng cho tất cả những đứa con của mình luôn. Là cha mẹ rất là thương con, cha mẹ thương con biển trời lai láng mà, cho nên là thương dữ lắm. Đó, thì ba mẹ là coi như là hai ông bà này coi như là chiều con trai của mình muốn cái gì là được cái đó luôn. Cho nên là hai ông bà này làm ăn coi như là hồi trẻ làm ăn kinh doanh này kia đó, cho nên là phát tài có rất là nhiều tiền của. Và mãi cho khi đến khi hai ông bà này lớn tuổi rồi, khoảng chừng bởi vì 70 mấy rồi, già rồi, thì hai ông bà mới nhờ luật sư, mới gặp luật sư để mà nhờ họ viết cho mình cái tờ di chúc. Di chúc để khi mà tôi mất á thì tôi sẽ chia cho cái này đứa kia đứa nọ cái gì đó. Thì không biết nữa, ổng viết cái gì trong đó thì không có biết. Và ông luật sư này ổng là người giữ cái tờ di chúc nó và không có nói cho ai biết hết. Và ổng để trong một cái hộp gỗ và không nói cho ai biết hết. Những đứa con thì cũng không biết điều đó luôn. Thì cho đến một ngày nọ thì ông ba này nè, ổng chưa có mất, ổng với bà chưa mất cho nên tờ hiệu di chúc nó chưa có hiệu lực. Thì tới khi mà hai ông bà này là coi như là trước đó đó là coi như là cho hết con cái của mình á, là cho trước đó là cho nó nhà cửa này nọ rồi. Và khi ổng mất thì ổng còn để lại cái gì nữa. Thì mấy đứa con này nghĩ là chắc ba mẹ mình không còn cái gì để cho mình đâu, cho nên là chắc không có di chúc gì đâu. Nhưng mà thật ra chỉ có một mình ông luật sư ổng biết là hai vợ chồng này có một tờ di chúc thôi. Thì khi mà hai ông bà này coi như là già rồi, đâu có làm ra tiền đâu, cho nên sẽ làm gánh nặng cho con cái của mình. Cho nên là quyết định là người Việt Nam mình có câu á là con trai út sẽ ở với cha mẹ. Cho nên là cái anh con trai út này sẽ là người phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ. Thì mới ban đầu á thì cha mẹ sống với con được khoảng chừng tháng 2 tháng thì tụi nó còn vui vẻ ở với thằng con trai út á. Nhưng ở trong nhà có một cô con dâu, mà khi con dâu rồi thì đã không là con dâu, tất nhiên là không phải là con ruột của mình. Cho nên là mới ban đầu thì cô nàng này còn vui vẻ, nhiệt tình. Càng về sau thì càng tỏ vẻ bực bội, bức bối, khó chịu, dậm chân dậm cẳng khi mà bưng cơm dời nước. Hai ông bà lớn tuổi rồi, không có làm ra tiền, cho nên là giống như là một cái gánh nặng vậy đó. Gánh nặng khiến cho cái người con trai thì không để ý nhiều, nhưng cái cô vợ thì khá là khó chịu khi mà phải nuôi hai người già lớn tuổi mà không phải ba mẹ của mình, mà là ba mẹ chồng của mình. Nhưng cái đứa con trai vẫn thương cha mẹ của mình, nhưng anh ta cũng rất là thương vợ của mình, sẵn sàng nghe những cái lời nói ra nói vô của vợ mình. Cô ta nói rằng: anh coi đó, ba mẹ lớn tuổi rồi mà sao anh không nhờ anh hai, anh ba, anh tư, anh năm cả thiếu gì, mà tại sao mà cứ nhờ vợ chồng mình nuôi cha mẹ, mà giờ em đâu có cái tiền của đâu. Hồi xưa mình làm ăn có tiền, bây giờ mình làm ăn khó khăn muốn chết luôn. Không mấy bây giờ anh kêu là ba mẹ đi qua bên nhà của anh hai ở bữa thứ hai đi, rồi tới anh ba thứ ba gì đó, anh em anh hợp mặt nhau nên nói cái chuyện đó đi, chứ bây giờ vợ chồng mình khó khăn túng thiếu gì, bây giờ nuôi cha mẹ nó sao nổi.
Thế là ông chồng nghe nghe vợ của mình nói thì cũng đồng ý, tại vì sợ vợ, thứ nhất là sợ vợ, thứ hai là thương vợ quá đi, đội vợ lên đầu luôn. Cho nên là cái người em mới nói họp mặt với mấy người anh. Thì anh họp mặt thì cái bữa hôm đó gồm có 4 5 gia đình, có 6 người thì tất nhiên là cái cô, cái người em út là còn 5 người anh nữa. Thì 5 người anh họp mặt lại thì mới nói là bây giờ em nói thiệt á, mấy anh khá giả giàu có đi xe hơi ở biệt thự không, mà sao mấy anh không nuôi ba mẹ? Thì cái anh kia thì nói là trời ơi, tao đi công tác nước ngoài không mà đi ba má thì mày nuôi đi, mày rảnh đó mày ở Việt Nam mày nuôi đi chứ tao nuôi gì. Rồi cái người anh Tư thì nói trời ơi, tao buôn bán tập quá rồi, sách đồ này nọ kia, kinh doanh online trên mạng, đâu có tiền, đâu có thời tiền tao nhiều thiệt nhưng mà tao không có thời gian. Thôi mày có thời gian mày rảnh hai chồng mày chăm sóc đi. Tao nói họ cứ đùa qua đùa qua đùa lại thì tới khi mà cái câu chuyện này thì giấy mà không thể nào gói được lửa, cho nên là câu chuyện này á là không may là hai vợ chồng già đang ở trong nhà là nghe được hai ông bà miếu máu nói chuyện nhau. Ông ơi, chắc là bà ơi, ông ơi, tôi nghe tôi buồn quá. Thì hai ông bà buồn là không ngờ cha mẹ sanh con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày là có thật nha quý vị. Thì bắt đầu là cái người mấy người anh em thì cãi nhau lân trời lân đất về cái chuyện là sẽ ai là người phụng dưỡng cha mẹ và ai sẽ là người ngày thứ mấy chia nhau, chia giờ, chia lịch hết trơn à. Thì bắt đầu là hai ông bà buồn quá thì bà mới nói thôi ông ở đây đi, tôi đi qua nhà thằng hai tôi ở, ông ở nhà thằng út đi nha cho nó đỡ tốn cơm tốn gạo. Ông mới nói thôi bà ơi, bà cho tôi đi theo luôn đi, chứ bây giờ bà đi mà để tôi ở đây chắc tôi chết quá. Hai ông bà nghe xong, nghe đứa con của mình nó chia nhau một hồi, bà hai ông bà muốn chết luôn. Tại vì trước khi mà mình già đó thì hai ông bà không nghĩ là còn sốc nhiêu thì có nhiêu của cải mình cho tụi nó nhà chân rồi. Nhưng cái tờ di chúc nó viết cái gì thì chỉ có ông luật sư mới biết được. Và khi ông luật sư ông mở ra thì ông thấy là cái câu nói hay là cái gì không biết ở trong cái tờ di chúc này nè, mà khiến cho cái ông luật sư này ổng hết sức là chạnh lòng luôn. Khi mà hai ông bà này là lợi đó để đổi cái tờ di chúc, tờ di chúc kia đổi lại thành tờ di chúc mới này. Khi mà ông luật sư ổng đọc xong thì ổng muốn gớt nước mắt luôn. Thì bắt đầu là hai ông bà mới quyết định là sẽ nói cho ông luật sư để nói cho mấy đứa con biết, tại vì tụi nó làm quá trời quá đất à. Tụi nó làm như là nó muốn đuổi ra khỏi nhà đó bà ơi. Giờ sao đây ông? Hai người mới bày mưu tính kế, phải dạy cho những đứa con của mình một bài học, trước khi mình qua đời thì mình sẽ dạy cho một bài học. Nhưng không ngờ thì cái bà này nè, bà bị bệnh, bà qua đời trước ổng. Cho nên là khi mà ổng còn sống ở trên cõi đời này, ổng rất là buồn những đứa con của mình luôn. Bà đi rồi thì ổng cũng muốn chết luôn vậy đó. Thì ông luật sư kỳ này ổng mới đi ra và ổng mới nói cho từng người trong những anh em, mới nói là bây giờ là ba má của các anh á, là bà mẹ của anh có trước khi mất á, có gửi một cái tờ di chúc. Tờ di chúc này để trong một cái hộp gỗ. Khi mà bà mất rồi á thì có lẽ là đây là thời điểm để mà tôi đọc cái di chúc cho các anh nghe. Nếu như ba của anh đồng ý thì tôi sẽ cho. Thì ông ba ông cũng đồng ý cho tụi nó là biết cái tờ di chúc này. Và trước đó vài ngày chuẩn bị đọc tờ di chúc á, thì ta nói mấy đứa con nó đem lợi gà nướng, vịt tiềm, thuốc bắc, nó đem ba ơi ba ăn đi, ba ơi ba ăn đi. Một cái bàn tay mà lật trắng đổi trắng thành đen. Hỏi bữa đối xử với mình sao nó kêu phân biệt mình tùm lum, nó muốn đuổi mình ra khỏi nhà. Bữa nay sao nó kêu mình ăn vịt quay rồi gà nướng, vịt tiền Bắc Kinh tùm lum, mình già mình ăn đâu có nổi đâu. Mình cần là cần cái tình cảm của cha con mà nó thương mình kìa. Còi ơi, ổng mới nói là phải chi mà vợ mình mà còn sống mà thấy tụi nó hiếu thảo cho mình ăn vậy thì chắc bả đâu có chết. Cho nên là ổng cũng rất là buồn con của mình luôn, nhưng không dám làm gì hả tụi nó hết. Thì tụi nó nghĩ là trong hộp di chúc á, anh ơi, chắc trong hộp di chúc á là mấy con vợ nghĩ rằng là anh ơi, có khi nào ba để lại cho mình đất đai hay tài sản gì kết xù dưới quê không? Đứa nào cũng tranh giành để mà nuôi cái ông già hết. Thôi để ba lại, để ba ở với con đi. Thôi ba lại ba ở với con đi. Và thay phiên nhau nuôi chăm sóc ông già. Nhưng mà tuổi già sức yếu rồi thì ăn bao nhiêu đâu con. Ba không có ăn bao nhiêu hết. Ngày ba có nửa chén cơm mà. Thôi vậy thôi ba ăn nhiều thịt, ba ăn nhiều cá đi. Con mua cá mập cho ba, con mua cá đuối cho ba. Nhưng mà ông đều lắc đầu. Ông nói là ba chỉ cần ăn cơm với lại cá khô là được rồi. Và cái bữa cơm rất là đạm bạc, rất là bình dân, mà ai cũng có thể nuôi cha mẹ mình được. Nhưng mà những đứa con của ông này giàu có lắm, nhưng mà họ không có muốn phụng dưỡng và nuôi cha mẹ của mình. Và đến khi cái ngày mà chuẩn bị đọc di chúc ra, đọc cái phần di chúc của cái bà má gửi lại đó, thì ông này ông cũng đồng ý cho đọc cái tờ đó.
Và khi những đứa con nó đứng gần lại thì nó mừng lắm, trời ơi bữa nay coi như vô mánh rồi, bữa nay là phát tài ông ơi, chắc bữa nay ba với má để cho mình một cái gia tài kết xù luôn cho coi, kỳ này chắc mình phải mua cái biệt thự lớn hơn quá, hay là mình mua chiếc Mercedes và coi như là máy lớn máy mạnh này nọ kia, nó tính đủ thứ hết là nó sắp được thắng lô tô dạng vậy đó, trúng số vậy đó. Nhưng ai ngờ đâu khi mà mở cái hộp bà cái hộp di chúc ra thì đó là một cái gì đó nó nặng, nặng dữ lắm, phải khiến cho hai ba người khiêng mới hết nha. Cái hộp gì mà nó nặng, hộp bằng gỗ á, mà nó nặng chắc là nghĩ trong đây vàng hay gì mà nặng quá trời, mấy đứa con nó bưng muốn gãy tay sụm bà che luôn. Nhưng tới khi mà mở ra thì quý vị biết là gì không? Đó là một tờ giấy. Và cái tờ giấy này á, nó có một chữ ký của hai vợ chồng, mà hai chữ ký hai vợ chồng lớn lắm nha, đẹp lắm. Thì mấy đứa nhỏ nó mới khen nó, trời ơi ba má già rồi mà ký tên đẹp hết sảy luôn. Nhưng tới khi mà đọc cái dòng chữ ở trên á thì mới ngỡ ngàng giật mình luôn. Ở trên viết là ai ngu khi về già mới để lại con những cái thứ này. Ai ngu lắm khi mà về già đó mới để lại những thứ này cho con. Đó là cái câu nói dứt điểm và hay nhất mà cái ông ba mẹ để lại cho đứa con, những đứa con của mình. Quá bất hiếu, tuyệt. Trong đời sống ngày hôm nay là tiền bạc vật chất nó không thể nào mà người ta nghĩ là không thể nào thay đổi được tất cả, nhưng mà nó có thể đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng nha. Thì trên đời này không có gì quý bằng công lao của cha mẹ hết, cho nên là đối với tất cả quý vị ở đây thì em không biết, không dám nhận xét gì, nhưng mà đối với cá nhân em á thì em nghĩ em vẫn còn là một cái gì đó thiếu sót, em là một đứa con chưa có hiếu lắm, em cũng bất hiếu. Cho nên là khi mà em nghe cái em bất hiếu ở đây có nghĩa là em sống ở xa xứ, em ở một cái đất nước xa thì em không có thể nào em bưng cơm mà rót nước cho ba mẹ em khi tuổi về già được. Điều mà em có thể giúp cho ba mẹ đó là những cái đồng tiền gửi về Việt Nam mà mình có thể có được. Cho nên là khi mà em xem cái câu chuyện, nghe câu chuyện này và em cảm thấy chạnh lòng và thương xót cho cái hoàn cảnh của mình ở sống xa xứ không có cơ hội để báo hiếu. Còn quý vị nào mà ở Việt Nam gần cha gần mẹ thì có cha có mẹ thì mình nên dành những cái thời gian mình làm công việc thì tất nhiên là ai cũng bận hết, một ngày thì ai cũng có 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà có cái là mình bận thì bận, nhưng mà mình cũng dành thời gian để chăm sóc cho ba mẹ của mình trước khi quá trễ, bởi vì thời gian mình có thể kiếm được rất là nhiều tiền, rất là nhiều thứ, nhưng cái sức khỏe mà ba mẹ mình chờ mình thì không có được nhiều, tại ba mẹ của mình đã lớn tuổi rồi. Thì em nghĩ là một cái câu chuyện nó mang ý nghĩa nhân văn rất là nhiều, cho nên là em rất là thích cái câu chuyện này, cho nên em mới muốn chia sẻ cho quý vị cùng tất cả mọi người cùng nghe cái câu chuyện và cùng suy gẫm cùng với em. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube kể chuyện của em. Và mến chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo nha. Em xin chào.